Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin thân ái gửi lời chào mừng đến toàn thể quý bà chị em ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay chúng ta được nhóm lại thờ phượng Chúa ở tại bãi biển xinh đẹp này. Sau những ngày tháng vất vả chúng ta làm việc thì chúng ta cũng dành thời gian để chúng ta được nghỉ ngơi dã ngoài cắm trại cùng với gia đình của chúng ta. Tôi biết rằng là đối với quý ông bà chị em có mặt trong buổi sáng nay, trong tấm lòng của chúng ta, mình rất là trân quý gia đình của mình, là điều phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta là người tin Chúa. Amen không quý ông bà chị em? Bao nhiêu người đồng ý với tôi rằng gia đình là một phước hạnh à? Dạ, cảm ơn Chúa. Còn những anh chị em không giơ tay là như thế nào ạ? Dạ, tôi tin rằng hôn nhân là một trong những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Và để chúng ta được phước hạnh ở trong hôn nhân, chúng ta cần phải có một thái độ đúng đắn với nó. Chúng ta cần biết cách để chăm sóc, nuôi nấng và phát triển nó ở trong ơn của Chúa. Và lời của Chúa sẽ giúp cho hôn nhân của chúng ta được phước càng hơn. Và chúng ta sẽ thấy được phước hạnh đó nó thể hiện ở trong dòng dõi của chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân con người chúng ta không phải chỉ là để sinh con đẻ cái hoặc là để duy trì nòi giống con người chúng ta mà thôi. Nhưng mà mục đích đó được chép ở trong Ma-la-chi đoạn số 2 câu 15 cho đến 16 như thế này. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Tôi đọc câu 15 này, quý vị thấy rằng là lúc ban đầu Đức Chúa Trời Ngài có quyền để làm nên hai bà Eva hoặc là nhiều bà Eva cho Adam. Nhưng mà dẫu rằng Ngài có thể làm như vậy, nhưng mà Ngài chỉ làm nên đúng một bà Eva thôi. Tại sao như vậy ạ? Tại vì Chúa Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Chúng ta lưu ý một dòng dõi nha quý vị nghe. Chúa không tạo nên nhiều bà để mà tạo ra nhiều dòng dõi, nhưng mà là chỉ là một dòng dõi mà thôi. Và dòng dõi đó phải là dòng dõi thánh. Vậy thì mục đích của Chúa dành cho hôn nhân của chúng ta đó là trong gia đình của chúng ta phải sản sinh ra những thế hệ tin kính Chúa. Những đứa con của chúng ta nó phải có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ quyên mài cho em. Ở trong Galati đoạn 3 câu 16 chép rằng là về các lời hứa đã phán cho Abraham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói và cho các dòng dõi như dành cho nhiều người, nhưng nói và cho dòng dõi con như chỉ về một người, đó là Đấng Christ. Vậy thì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chỉ có một dòng dõi Abraham mà thôi. Dẫu rằng Abraham có hai đứa con đúng không ạ? Isaac và Ishmael, nhưng mà chỉ có Isaac là dòng dõi thánh mà thôi. Và chúng ta là người tin Chúa sau này, thì cho dù chúng ta nhóm ở hệ phái nào đi chăng nữa, chúng ta là dân tộc nào, chúng ta có màu da, chúng ta có ngôn ngữ, chúng ta có văn hóa, chúng ta sống ở quốc gia nào đi chăng nữa, thì trước mặt Đức Chúa Trời, khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ, thì chúng ta là dòng dõi của Abraham. Chúng ta chỉ có một mà thôi. Amen không quý mài chứ? Amen. Dạ, chúng ta không có hai dòng dõi, nhưng mà chúng ta chỉ có một dòng dõi mà thôi. Một đó là lúa mì, hai là cỏ lùn, chứ không có cái chuyện đó là lai giữa lúa mì và cỏ lùn. Dạ. Cho nên chúng ta dù có khác biệt về cái cách thức thờ phượng hoặc là như thế nào chăng nữa, nhưng mà chúng ta nếu có chung một đức tin ở Chúa Jesus Christ thì chúng ta là dòng dõi thánh của Chúa. Cho nên hôn nhân của Chúa Ngài muốn cho mọi người chúng ta đang có hiện tại, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể môn đồ hóa những người thân trong gia đình của chúng ta. Và khi chúng ta môn đồ hóa được họ và đem họ trở lại với Đấng Christ thì chúng ta sẽ nhận được cái phước ở trong hôn nhân của chúng ta. Và hôn nhân của chúng ta không phải đau khổ, không phải là gánh nặng, cũng như không phải là nơi mà chúng ta cảm thấy phiền muộn ở trong đó. Ở trong buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là phước hạnh của một gia đình tin kính Chúa. Tôi sẽ đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 128 từ câu 1 cho đến câu 6 như thế này. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi ăn khác nào những chồi ô liu. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như thế. Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi sẽ được nhìn thấy con cháu của con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel.
tôi đọc ở trong bản dịch Kinh Thánh 2010. Mà chúng ta thấy được rằng là Chúa nói rằng là phước chân nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối của Ngài thì chúng ta sẽ hưởng được thành quả của một việc tay chúng ta làm, được phước và may mắn. Cái mạch văn ở đây Kinh Thánh đang nói về một người nam sẽ được phước ở trong hôn nhân của mình khi mà người đó kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Thì vợ con của người đó sẽ được phước ở chung quanh người đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài có một cái mong đợi ở trong hôn nhân của chúng ta. Ngài mong đợi nơi người nam đầu tiên nữa mà, chứ không phải là người nữ. Tại vì sao ạ? Chúa dựng nên người nam đầu tiên, rồi sau đó mới đến người nữ. Và người nam được gọi là chồng, cũng là đầu của vợ. Cho nên để hôn nhân được phước, trước hết chúng ta thấy rằng là người nam phải là một người tin kính Chúa. Và chúng ta thấy được là có một vị tướng rất là tài, một vị tướng tài của Israel trong thời của Giô-suê sau khi chiếm xứ, và ông đã thành công trong việc chiếm xứ rồi. Và ông trước khi về hưu thì ông đã nói rằng là ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, ở trong Giô-suê đọc 24 câu 15. Chúng ta thấy được là tâm tình, cái ước ao và cái điều khao khát của Giô-suê đó là gia đình của mình cũng sẽ là gia đình phục vụ Chúa. Quý vị có mong muốn rằng gia đình của mình sẽ phục sự Chúa không ạ? Và con cái của chúng ta dù nó có giàu có hay là thành công như thế nào chứ nữa, nhưng mà nếu chúng nó không kính sợ Chúa, không thờ phượng Chúa, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy có một cái gì đó trống vắng trong lòng của chúng ta rất lớn, đúng không ạ? Nhưng nếu con cái của chúng ta, dòng dõi của chúng ta mà nó yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và noi theo tấm gương của chúng ta, quý vị có cảm thấy vui không? Dạ, đó là cái điều ước ao của Giô-suê trước khi ông về với Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho gia đình của chúng ta sẽ là một nơi tràn đầy phước hạnh, và trên hết đó là một gia đình tin kính Chúa. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 6 chép rằng là ngươi sẽ được phước trong khi ra và trong khi vào, đúng không ạ? Tôi xin đọc ở đây, ở trong nguyên văn. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhậu bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Cảm ơn Chúa. Khi mà hôn nhân của chúng ta được phước, đó quý vị, chúng ta sẽ được phước ở khắp mọi nơi. Ở trong nhà hay là ở công ty, dù là chúng ta làm lớn hay làm nhỏ, chúng ta cũng đều được phước hết, nguyên bài chè. Được phước ở trong cái tủ lạnh, cũng như là được phước ở trong cái thùng đựng gạo nữa. Được phước ở trong mọi nơi. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy có những cặp vợ chồng, họ đựng tiền công ở trong túi lũng. Dù là thu nhập rất là cao, nhưng mà bao nhiêu cũng hết. Hoặc là tệ hơn nữa là có người bị đổ nợ nữa quý vị. Lý do không phải là bởi vì họ không khôn ngoan theo đời này, nhưng mà cái lý do đó là bởi vì cơ họ không có sự bảo vệ của Chúa. Vậy thì để cho hôn nhân của chúng ta được phước và được viên mãn thì chúng ta cần có Chúa lắm quý mài cha. Chúa là tất cả trong gia đình của chúng ta. Amen. Nếu không có Chúa thì gia đình của chúng ta nó sẽ rất là dễ yếu đuối và dễ bị lung lay, dễ bị gãy đổ lắm quý mài cha. Chúa Giê-xu có nói trong Ma-thi-ơ đoạn số 7 câu 24 rằng là người nào nghe lời Chúa và làm theo đó thì người đó giống như một người khôn ngoan cất nhà mình ở trên đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, sô động nhảy thì sẽ không bao giờ bị sập hết quý mài cha. Cho nên nếu gia đình của chúng ta xây dựng ở trên lời của Chúa, và Chúa Giê-xu Ngài chính là tảng đá, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hôn nhân của chúng ta được vững chắc. Cho dù lúc đầu chúng ta có nhiều sóng gió, có nhiều khó khăn, có nhiều cái sự thiếu thốn về kinh tế tài chính, nhưng mà càng đi theo Chúa thì hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ càng được ổn định và được phước nhiều hơn nữa. Cho nên hãy tin cậy Chúa từ lúc ban đầu quý mài cha. Hãy tin cậy Chúa ngay từ những lúc mà chúng ta không có gì, để rồi sau này khi chúng ta có đầy đủ thì chúng ta sẽ biết rằng là đó là phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta. Trước hết, để chúng ta có một gia đình hạnh phúc và được phước của Chúa thì điều đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng gia đình của mình là một gia đình tin kính Chúa. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài
vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. Như vậy thì để gia đình của chúng ta được phước thì chúng ta cần phải là một gia đình kính sợ Chúa. Người kính sợ Chúa là người đi trong đường lối của Chúa, chứ không phải rằng là người đó đi theo đường lối của mình để rồi bắt Chúa phải đi ở trong cái con đường mà mình đang theo. Và quý vị nên nhớ nha, một người kính sợ Chúa là một người đi trong đường lối của Chúa, chứ không phải là người đó đi trong đường lối của mình để rồi bắt Chúa phải đi theo đường lối của mình. Và khi mà chúng ta nói đến gia đình thì chúng ta thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng của người chồng hay là người cha trong gia đình rất là quan trọng. Người đó sẽ có một đời sống phẩm hành như thế nào đó để mỗi thành viên trong gia đình đều có sự ảnh hưởng tích cực và tốt lành từ nơi mình. Người cha khi làm gương sáng về đời sống tinh kính thì những đứa con nó cũng sẽ có một lối sống tinh kính, thói quen tinh kính. Cho nên người chồng cần phải làm gương sáng qua việc đọc lời của Chúa và yêu thương, tha thứ vợ con của mình. Có bao giờ quý vị là những người chồng, người cha chúng ta đã từng xin lỗi vợ mình không? Có bao giờ chúng ta đã từng nói với vợ của mình rằng là mình ơi, hãy thông cảm và tha thứ cho anh nhé, bởi vì lúc đó anh đã nóng giận và không cầm giữ được cho nên đã xúc phạm tới mình. Hoặc là người vợ có bao giờ đã từng nói với chồng của mình rằng là anh ơi, vợ chồng mình đã làm cho Chúa buồn, nhất là vợ chồng mình đã giận dữ cãi lộn nhau như thế, không làm sáng danh Chúa và để danh Chúa bị sỉ nhục. Chúng ta hãy cùng nhau ăn năn với Chúa. Tôi thiết nghĩ rằng hôm nay cũng là ngày rất là thuận tiện để gia đình của chúng ta có thể dành thời gian để nói chuyện với nhau, giữa vợ với chồng với nhau, để chúng ta hâm nóng lại tình cảm và chúng ta sẽ mời gọi sự hiện diện của Chúa đến ở trong gia đình của chúng ta. Còn ngày nào tốt lành hơn ngày hôm nay để chúng ta được thông công với nhau trong gia đình như là những người kính sợ Chúa với nhau. Amen, con quý mài cho em. Nếu vợ hoặc chồng của chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Xin Chúa ngài thăm viếng, đụng chạm và hành động ở trong lòng người đó, để đến lúc thời điểm thuận hiệp thì Chúa ngài sẽ chinh phục người đó trở lại với ngài. Cảm ơn Chúa. Adam đã bị thất bại bởi vì cớ ông không kính sợ Chúa và đã chống lại điều răn của Chúa. Ông đã không ý thức về vai trò của mình là đầu gia đình. Ông đã biết điều Chúa dạy nhưng mà ông không làm, biết vợ sai nhưng mà không cản vợ làm. Và ông là một người lãnh đạo vô trách nhiệm bởi vì ông đã không nhận lỗi ăn năn về phần mình nhưng mà ông đã đổ lỗi cho vợ của mình. Nhưng là người tin kính Chúa thì chúng ta là những Adam mới ở trong Chúa. Chúng ta được làm mới lại, chúng ta không phải là Adam cũ đâu quý mài cho em. Bản chất Adam ở trong chúng ta đã bị xóa bỏ bởi huyết của Chúa Giêsu Christ và chúng ta là những người được sống ở trong Adam mới là Chúa Giêsu. Chúng ta ai tin Chúa Giêsu Christ ở trong Đấng Christ thì chúng ta sẽ được trở nên mới. Mọi sự cũ qua đi, bây giờ tất cả mọi sự được trở nên mới. Chúng ta không phải là những người đổ lỗi cho nhau nữa, không phải là đổ lỗi cho vợ của mình ở tại bả như vậy đó cho nên là tôi mới phải khốn khổ như thế này, hoặc là tại ổng như vậy thế kia cho nên là gia đình của tôi không được hạnh phúc. Nhưng mỗi người chúng ta hãy nên đến với Chúa, thành thật với Chúa và nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con để con được trở thành một người kính sợ Chúa thật sự, và những người chung quanh con, người phối ngẫu của con, các con của con cũng sẽ được phước qua đời sống tin kính Chúa của con. Thi thiên đoạn 34 câu 11 chép rằng là hỡi các con hãy đến nghe ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa. Vậy thì sự kính sợ Chúa là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan. Một người kính sợ Chúa có thể không học nhiều, nhưng mà người đó còn khôn ngoan hơn cả hàng chục người có bằng tiến sĩ nhưng mà lại không kính sợ Chúa. Người kính sợ Chúa không phải là giỏi hơn những người tiến sĩ ở ngoài đời, nhưng mà người đó sẽ có một đấng khôn ngoan, đấng ban cho sự khôn ngoan của loài người, đấng đó đang ở trong người đó. Cho nên để cho đời sống của chúng ta được phước và được khôn ngoan, chúng ta hãy chọn kính sợ Chúa, đi trong đường lối của ngài. Vợ chồng của chúng ta sẽ không phải đựng tiền công ở trong túi lũng nữa, bởi vì chúng ta sẽ được hưởng mọi thành quả của công việc mình làm. Đôi khi chúng ta đựng tiền công trong túi lũng, tháng nào bỏ vô mấy chục triệu nó cũng đi đâu mất tiêu hết. Bởi vì cứ túi lũng của chúng ta nó chưa có may lại. Để may lại của túi lũng đó, chúng ta cần phải trở lại với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình và kính sợ Chúa, làm theo lời của Chúa. Phao-lô đã nói rằng là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu Chúa không thêm sức cho chúng ta, nếu Chúa không phù hộ chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào làm được những cái việc dù là nhỏ nhất. Mọi công lao kết quả của chúng ta đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, giống như là giả càng xe cát biển đông.
chúng ta ra biển chúng ta thấy được là có những cái viên cát nhỏ nhỏ đó quý vị. Khi mà cái con giá tràng, gọi là cái con còng nhỏ đúng không, nó xe cái cát đó, thì chỉ cần một cái con sóng thôi, nó ùa lên là tất cả những cái viên cát nhỏ nhỏ đó đều tan biến hết. Nếu cuộc đời của chúng ta mà không có Chúa phù hộ giúp đỡ chúng ta, thì mọi công lao đến khi mà chúng ta về già thì nó sẽ mất hết. Tôi đã thấy có những người họ có tiền hàng trăm tỷ quý bà chị em, nhưng mà những con cái không hưởng được, đứa thì xì ke, đứa thì bị tàn tật, rồi hàng trăm tỷ đó cũng không thể để lại cho con của mình. Đó là thực tế. Rồi tôi thấy đau lòng lắm quý bà chị em. Nhưng mà người có Chúa thì sẽ khác. Người công bình sẽ để lại tài sản và gia nghiệp cho con của mình, bởi vì Chúa Ngài làm việc đó. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có được một công lao kết quả về lâu về dài, và tầm ảnh hưởng của chúng ta nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Ở trong Thi Thiên là 127 câu 1 câu 2 chép rằng là nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, vạn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Như vậy thì một gia đình mà không có Chúa thì chẳng bao giờ từng trải được sự ràng buộc thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã đem đến trong các mối quan hệ. Một thành phố mà không có Đức Chúa Trời sẽ sụp đổ bởi vì sự gian ác băng hoại từ bên trong. Đừng bao giờ chúng ta phạm một sai lầm, đó là loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi gia đình của chúng ta. Bởi vì làm như vậy sẽ rất là nguy hiểm, và gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta sẽ có thể bị thất bại bởi vì chúng ta thiếu mất sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà hãy biến Đức Chúa Trời trở thành một ưu tiên cao nhất ở trong gia đình của chúng ta, để rồi chính Ngài sẽ là đấng hoàn tất được cái công việc xây dựng của gia đình chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 81 câu 13 cho đến 16, bản dịch 2010 chép thế này: ôi, phải chi dân ta lắng nghe ta, phải chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta sẽ làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục, và ta trở tay chống lại các cừu địch họ. Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va sẽ suy phục Ngài, còn dân ta sẽ tồn tại đời đời. Ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong nơi vần đá. Quý vị thấy không, khi mà một người chịu đi trong đường lối của Chúa và trở lại với Chúa, thì Chúa Ngài hứa rằng là họ sẽ tồn tại cho đến đời đời, và Ngài sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất. Quý vị muốn ăn gạo ngon nhất không? Quý vị muốn ăn thịt tươi nhất không? Hãy kính sợ Chúa và nhờ cậy Chúa. Amen. Rồi Ê-sai đoạn 48 câu 17 cho đến 19 chép thế này: Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel phán thế này: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi. Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cháu ngươi nhiều như cát bụi. Danh của chúng sẽ không bị diệt, cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt ta. Vậy thì Chúa hứa rằng là khi mà chúng ta chú ý đến các điều răn của Chúa, thì sự bình an của chúng ta sẽ như dòng sông, và sự công chính của chúng ta sẽ như sóng biển. Chúng ta đang ở tại biển, chúng ta thấy rằng là sóng biển thì không bao giờ ngưng cả, đúng không ạ? Và nếu chúng ta muốn thấy được đời sống của chúng ta phước nó đến như sóng biển đó quý vị, chúng ta cần phải chú ý đến các điều răn của Chúa. Thứ hai, phước hạnh thứ hai mà chúng ta thấy được khi mà Chúa ban phước cho hôn nhân của chúng ta, đó là vợ con sẽ ở trong nhà như là cây nho thành màu. Khi một người cha là chủ gia đình, hết lòng kính sợ và đi trong đường lối của Chúa, chu cấp mọi nhu cầu của gia đình mình, thì vợ của người đó sẽ như cây nho thành màu. Đối với người Do Thái thì cây nho biểu tượng cho sự thịnh vượng, cho đời sống phong phú. Và trái cây nho đó, tức là trái nho, thì nó có thể đem lại rượu nho, đem lại sự phấn chí cho con người, và cũng như đem đến những cái bánh nho rất là ngon và ngọt. Cho nên cây nho là một loài thảo mộc, yếu đuối, mềm dịu, cần được nâng đỡ và vun trồng. Nho cần được có tường vách để nương tựa. Đó cũng là hình ảnh cho một người vợ lúc nào cũng mong muốn mình nương tựa nơi người chồng của mình. Khi mà người chồng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa, hết lòng thờ phượng Ngài, thì vợ của người đó sẽ như là cây nho thạnh mậu, một người vợ đảm đang, mẹ hiền của đàn con của mình.
Xin Chúa ngài cho cây nho gia đình của chúng ta nó sẽ được sanh ra những bông trái ngon ngọt, sanh ra những trái nho ngọt chứ không phải là nho chua. Amen. Yeah. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể sản sinh ra những trái nho rất là ngon và ngọt, đem lại phước hạnh cho nhiều người khác. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho những người nam là những người chồng, những người cha trong gia đình của chúng ta, buổi sáng nay chúng ta sẽ là những người mang phước hạnh đến cho gia đình của chúng ta thật sự. Quý bà chị em, hôm nay có thể không phải là ngày lễ mẫu thân, bởi vì lễ phụ thân, bởi vì tuần trước là lễ người cha rồi, đã qua rồi, nhưng mà tôi vẫn mong muốn có cái dịp hôm nay để có thể chia sẻ sứ điệp này để giúp cho những người cha, những người chồng ở trong gia đình chúng ta sẽ trỗi dậy để chúng ta trở thành người lãnh đạo tin kính Chúa, cầu nguyện, cầu thay cho vợ con của mình và làm gương sáng cho gia đình của chúng ta. Ở Do Thái là sứ thánh thì chúng ta thấy rằng là nếu một người nào có chủ làm chủ một cái vườn olive á quý vị, thì người đó sẽ sở hữu một loài cây rất có giá trị, bởi vì một cây olive thì có thể cung cấp trái từ 20 cho đến 30 đời. Một đời thì có thể là 100 năm, thì 20 đời đó là 2000 năm quý mài chè. Và có những cây olive nó đã có tuổi đời khoảng chừng 2 cho đến 3000 năm vẫn còn tồn tại ở tại xứ Do Thái cho đến ngày hôm nay. Cho nên con cái của chúng ta nó được ví giống như là những chồi olive, và nó là điều có giá trị lắm quý mài chè. Quý vị có mong muốn rằng là đời con cháu chắc chích của chúng ta nó vẫn sẽ nhắc đến tên của chúng ta một cách trân trọng, một cách quý mến, bởi vì cơ chúng ta là những kính sợ Chúa không? Tôi thấy có những người con người cháu không tin Chúa đó quý vị, khi mà nhắc đến ông bà tổ phụ của họ, họ lắc đầu và ngán ngẩm, bởi vì cơ ông bà tổ phụ họ không tin kính Chúa và đi trong con đường tội lỗi. Nhưng mà có những người khi mà nhắc đến ông bà cha mẹ tổ phụ của mình thì họ lại kính cẩn cúi đầu và trân quý biết ơn, bởi vì cơ họ là những kính sợ Chúa và làm những điều rất là tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta có một gia đình phước hạnh như vậy, để sau khi mà chúng ta về với Chúa rồi, con cháu của chúng ta, dòng dõi của chúng ta, chúng nó vẫn sẽ tiếp bước chúng ta để mà đi thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa. Tại sao có những cô gái càng xinh đẹp thì cuộc đời của họ lại càng có nhiều đau khổ, như thiên hạ thường nói là hồng nhan bạc phận, hoặc là nếu có lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân của họ đa phần cũng không hạnh phúc và hôn nhân dễ bị gãy đổ sau này. Tại sao có những đứa trẻ khi sinh ra rất là dễ thương, đáng yêu và khấu khỉnh, nhưng ông bà cha mẹ lại không dám đặt tên con đẹp mà lại phải đặt cho con mình những cái tên xấu xí và đầy của xã. Cũng có nơi người ta cho rằng là nếu đặt tên con đẹp quá thì sẽ bị ông bà quở. Lý do của những việc đó, đó là bởi vì có một kẻ thù vô hình đang tìm cách để mà tấn công và gây ra nhiều đau khổ cho người của chúng ta. Kẻ thù đó chính là ma quỷ. Nó không muốn cho hôn nhân gia đình của chúng ta được hạnh phúc. Nhất là đối với những cô gái đẹp thì ma quỷ đã lừa dối họ bởi những thứ hào nhoáng và giả tạo mà chúng mang tới nhằm hủy diệt cuộc đời tương lai của họ. Thường thì những cô gái đẹp bị cám dỗ nhiều hơn là những cô gái bình thường khác, đúng không quý mài cha? Và khi mà không phân biệt được thật giả đúng sai thì nhiều người có thể sẽ bị mắc bẫy hủy diệt mà ma quỷ đem đến mà họ không hề hay biết. Cũng vậy nữa, có những đứa trẻ được cha mẹ đặt tên đẹp thì lại gặp nhiều bệnh hoạn và sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ có tên bình thường khác. Lý do là bởi vì cớ ma quỷ nó muốn cho mọi đứa trẻ đều phải có cái tên xấu, và cái tên xấu xí đó sẽ là cánh cửa mở ra cho những điều của xã mà ma quỷ đem đến. Ma quỷ nó luôn muốn gây ra những đau khổ, bế tắc và rủa xả cho người của chúng ta. Hãy nhận biết dấu vân tay của nó ở trong đời sống của mình, trong hôn nhân, gia đình và con cái của chúng ta, để chúng ta có thể cầu nguyện đẩy gãy mọi xiềng xích mà ma quỷ đã cột trói trên nhiều thế hệ của gia đình chúng ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để chống lại những công việc đó của ma quỷ, quý ông bà cha. Nếu hôn nhân của chúng ta ngày hôm nay mình thấy rằng mình không được phước, bởi vì cớ chúng ta bị quá nhiều cái sự rủa xả từ cái tên mà cha mẹ đặt cho chúng ta, hoặc là từ cái điều gì đó mà thầy bà trước đây đã từng nói rằng là con sẽ không được thành công trong hôn nhân đâu, tình duyên con gặp nhiều trục trặc lắm, tuổi của con cũng không có hợp với lại người chồng hoặc là người vợ của con. Quý mà trẻ mời hãy trỗi dậy buổi sáng này để chúng ta cầu nguyện bẫy gãy tất cả những cái sự rủa xả xiềng xích đó cho đời sống của chúng ta. Amen không quý mà trẻ? Chúa muốn chúng ta được phước, và ma quỷ không thể nào thắng hơn chúng ta được, bởi vì chúng ta là người thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Giăng nhất đoạn 5 câu 18-19 chép rằng là chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.
Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Roma đoạn 16 câu 20 chép rằng là Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyên xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở cùng anh em. Amen. Xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Mỗi người chúng ta hãy đặt tay lên tấm lòng của chúng ta. Và tôi sẽ cầu nguyện chúc phước cho hôn nhân gia đình của chúng ta, cho tấm lòng của chúng ta. Bởi vì buổi sáng nay lời của Chúa đã được gieo vào trong mảnh đất lòng của chúng ta. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài như là những hạt giống tốt, như là những lời tiên tri, như là những hạt giống lúa mì được gieo vào trong mảnh đất tốt của chúng ta. Để hôn nhân của chúng ta sẽ được phước hạnh, được ra trái, và vợ con chung quanh chúng ta cũng sẽ được phước và kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. Bởi vì chúng ta là những người tròn đứng cùng phía với Chúa và kính sợ Ngài. Lạy Chúa yêu chúng con, giờ phút này con cầu nguyện cho từng quyên bà chị em con đang đứng tại đây, ở trước mặt Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện đặc biệt cho những người chồng, cho những người nam, cho những người làm cha ở trong gia đình của họ. Lạy Chúa, giờ phút này xin Chúa đừng bỏ qua bất cứ một người anh em nào. Bởi vì lời của Chúa nói rằng là Ngài muốn chúng con được phước. Bởi vì chúng con chọn kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Vợ con xung quanh chúng con cũng sẽ được phước. Lạy Chúa, chúng con mong muốn rằng hôn nhân của chúng con sẽ được phước. Và chúng con công bố rằng tất cả mọi tội lỗi, những sự nổi loạn, những sự kiêu ngạo, những cái sự gì chống nghịch lại với lời của Chúa, nó phải rời xa khỏi tấm lòng của chúng con giờ phút này trong danh Chúa Jesus Christ. Lạy Chúa, xin ban chúng con có tấm lòng biết khiêm nhường, hạ mình, mềm mại và vâng phục đi trong đường lối của Chúa. Để có bất cứ một cái điều gì mà nó không làm đẹp lòng Chúa, làm buồn lòng Ngài, làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì xin Chúa Ngài tha thứ và tẩy sạch lòng của chúng con. Để giờ phút này chúng con thật sự trở thành những người chồng của Đức Chúa Trời. Chúng con là những người chồng tin kính của Đức Chúa Trời. Chúng con là những người cha tin kính của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con xin Chúa Ngài thăm viếng và thay đổi tấm lòng của quý mài cho em con, để chúng con có một hôn nhân hạnh phúc và viên mãn ở trong danh Chúa Jesus Christ. Và con ra lệnh cho tất cả những tà linh xung đột gây ra những sự bất hòa, gãy đổ, gây ra những cái sự đau lòng và khốn khổ trong gia đình của chúng con, nó phải rời xa khỏi từng gia đình của quý mài cho em con ngay giây phút này trong danh Chúa Jesus Christ. Con có bày gãy tất cả những cái lời nói nghịch lại với hôn nhân của chúng con, nhất là những cái lời nói nghịch đến từ phía ma quỷ, từ những tà thuật, những bùa chú, những cái mê tín dị đoan mà trước đây, trước khi chúng con biết Chúa, chúng con đã nhận từ những người làm thầy bà trong giới tà thuật. Lạy Chúa, con cắt đứt tất cả những cái lời nói nghịch đó ở trên đời sống, trên hôn nhân, trên gia đình, trên vợ chồng con cái của chúng con. Và con công bố phước hạnh của Chúa sẽ đến, Ngài sẽ khiến cho gia đình của chúng con được hạnh phúc, được sống lại theo lời của Chúa. Và chúng con sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa, Ngài đầy dẫy trong gia đình của chúng con bắt đầu từ ngày hôm nay. Để chúng con sẽ được phước ở trong mọi công việc mà tay chúng con làm. Chúng con sẽ không còn thiếu thốn, nợ nần, chúng con sẽ không còn bị rủa xả, đau khổ nữa. Nhưng mà chúng con sẽ kinh nghiệm được sự đông đầy của Chúa ở trong linh hồn cũng như thể xác của chúng con. Chúng con đi đâu chúng con cũng đều phước cả. Và chúng con sẽ được thỏa lòng và đầy dẫy sự vui mừng của Ngài. Bởi vì ngay trong chính gia đình của chúng con đang có sự thăm viếng của Chúa. Chúng con cầu xin sự thăm viếng của Ngài đến ở trên từng người vợ, trên từng người chồng, trên từng người con, ở trong từng gia đình của con cái Chúa giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất là cần có Ngài. Ngài chính là nguồn sự sống của chúng con. Ngài là gốc nho của chúng con và chúng con là những nhánh nho trong Ngài. Xin cho chúng con được trở thành những cây nho thành màu xanh tươi trong ơn của Chúa, để chúng con sẽ đem được phước hạnh của Chúa cho hội thánh của Chúa và cũng như cho cộng đồng chung quanh của chúng con. Và ai nhìn vào trong gia đình của chúng con, họ cũng đều sẽ thèm thuồng và khao khát phước hạnh đó đến từ Đức Chúa Trời của chúng con. Còn cảm ơn Chúa, quyền lời của Chúa buổi sáng nay cứ tiếp tục theo đuổi tấm lòng của chúng con và cho chúng con có một sự nỗ lực để chúng con phấn đấu và chúng con được cậy ơn Chúa để trở thành con người mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn chúng con trở thành. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài luôn thương xót chúng con. Xin thương xót gia đình của chúng con, xin thương xót con cái của chúng con, xin thương xót vợ chồng của chúng con, Chúa ơi, để chúng con được trở nên những người mà Chúa Ngài mong muốn. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống hôn nhân gia đình của chúng con. Nguyện Chúa Ngài đại dụng dòng dõi của chúng con cháu của chúng con sau này cho đến ngàn đời, chúng nó sẽ trở thành một dòng dõi thánh của Chúa. Chúng nó sẽ trở thành những người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và noi theo dấu chân của chúng con để phục vụ Ngài. Để con cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý mài chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.